Cảm ơn sếp cho em đi nhà xe. Giờ này sao rồi em? Giờ mọi điều vẫn tốt, chỉ có hơi nhiều việc tí xíu thôi. Ơ, cẩn thận Linh. Anh chạy xe kiểu gì vậy hả? Chút nữa đụng trúng tôi rồi nè, em biết không? Bằng lái hỏng đâu vậy? Hai cấp bằng cho anh vậy? Chạy xe kỳ cục trời. Tại anh là tôi trễ giờ rồi nè. Sao anh lại có thể bình tĩnh như vậy được? Rõ ràng là cô ta đậu sai làn đường mà. Mà một chút xíu thôi là mình có thể vào viện anh. À, anh có chuyện này muốn nói với em. Có những người ấy, nó giống như xe chở rác vậy đấy. Vậy là sao anh? Họ chứa trong mình ấy, đầy sự rắc rối, chán nản, thất vọng và bế tắc. Và khi những từ đó quá nhiều ấy, thì họ cần tìm một nơi để mà trút bỏ những cái điều đó. Và đôi khi ấy, thì họ sẽ vứt bỏ những cái điều đó vào chúng ta. Và em biết gì không? Chúng ta không cần phải đón nhận nó. Chúng ta chỉ cần đơn giản đó là mỉm cười và vẫy chào họ là xong. Anh hiểu rồi anh ơi. 朋友的情谊呀，比天还高，比地还辽阔，那些岁月我。